VanTV xin trân trọng thông báo. Từ nay, nếu quý vị cần một nơi hội họp cho đoàn thể, tôn giáo, thương mại của quý vị, hoặc cần chỗ để làm party, sinh nhật, ra trường, tiếp tân, đại khách, ra sắc, chơi nhạc thính phòng, văn nghệ giải trí, chơi nhạc DJ v.v. Mọi sinh hoạt văn nghệ có thể tổ chức tại phim trường VanTV 55.2, vì nơi đây có đầy đủ tiện nghi để quý vị không phải vất vả đi tìm chỗ để tổ chức. Đặc biệt, đài VanTV lại có rất nhiều ca sĩ xuất thân từ giọng ca vàng VanTV và ca sĩ của tiếng hát Houston rất vui. Tổ chức văn nghệ hội đoàn luôn luôn cần thông báo trên đài để đồng hương biết đến sinh hoạt của quý vị, sẽ được đọc nhiều lần trên đài. Chương trình sẽ được trực tiếp thu hình nếu là công việc liên quan đến cộng đồng, từ thiện hoặc tôn giáo và sẽ được chiếu lại trên đài nhiều lần sau đó. Kính mời quý đồng hương tới tham quan phim trường mới của VanTV 55.2 để thưởng thức những âm thanh, ánh sáng tuyệt mỹ, sân chơi lộng lẫy, chỗ ngồi rộng rãi. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-524-5593, 713-524-5593.